Huyện Hớn Quản phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã đưa 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 3 lái xe người Việt Nam đi cách ly tập trung. Trước đó vào tối ngày 31 tháng 3, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 xe ô tô loại 7 chỗ nghi ngờ chở người nhập cảnh trái phép nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên các đối tượng đã tăng tốc bỏ chạy. Sau khi truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được các đối tượng gồm 3 lái xe người Việt Nam và 13 đối tượng người nước ngoài chưa rõ quốc tịch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vụ việc này đang được điều tra và xử lý theo quy định.